Loại phân bón chuyên dụng được nghiên cứu và sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng đó chính là phân bón Solubor Maxigenci. Đây là một loại phân bón với thành phần chính đó chính là magie, boron và zinci, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng của chúng trước điều kiện khắc nghiệt của môi trường. Solubor Maxigenci giúp cây trở nên dẻo dai hơn và tăng cường khả năng thụ phấn, từ đó giảm thiểu được sự xâm nhập của các vi nấm có hại trong quá trình trái chính, đặc biệt là các hiện tượng như là xì mủ, thối thân, lép trái ở cây trồng và các tác nhân gây hại do thời tiết khắc nghiệt như sương muối hay mưa axit. Solubor Maxigenci giúp cây trồng hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng cần thiết từ môi trường sống, làm cho cây trở nên khỏe mạnh, phát triển đều đặn và cân đối. Khi mà ta sử dụng thì ta pha 1-2g phân bón vào mỗi lít nước, dùng 500ml dung dịch pha trong 1.000 lít nước. Lượng nước sử dụng khi phun lên lá giai đoạn ra bông. Bà con nào mà muốn mua, mình có thể liên hệ với số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.